Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mùa hoa anh đào năm nay ở Nhật Bản đã đến vào thời điểm được cho là sớm nhất trong nhiều chục năm qua. Ở thành phố Kyoto, hoa anh đào đã nở rộ vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, sớm hơn 10 ngày so với thời điểm thông thường, và là thời điểm nở rộ sớm nhất kể từ khi các dữ liệu được thu thập vào năm 1953. Theo giáo sư Yasuyuki Aono của trường Đại học Osaka, dựa trên các dữ liệu mà trường thu thập được, bao gồm cả các dữ liệu ghi chép cổ, thì đây còn là lần nở sớm nhất kể từ thế kỷ thứ 12. Ghi chép cho thấy, lần nở hoa sớm nhất trước đây là vào ngày 12 tháng 2 năm thứ 3 thời Kunin, tức là vào ngày 1 tháng 4 năm 812 lịch Dương. Ghi chép này được lưu trong Nhật Bản thư kỷ, biên niên sử của Nhật Bản thời đó. Có một câu chuyện về hội hoa Kankanokai tổ chức ở trong vườn thượng uyển Shinsengen. Ông Shunji Ambe, một quan chức của cơ quan khí tượng Nhật Bản thì cho biết, các nghiên cứu cho thấy thời điểm hoa anh đào bắt đầu nở có liên quan đến nhiệt độ trung bình trong tháng 2 và tháng 3. Trong khi đó, qua quan sát đời sống thực vật, cơ quan khí tượng Nhật Bản nhận thấy sự thay đổi của cây cối trong mùa xuân như cây anh đào và cây mận có xu hướng xảy ra sớm hơn, trong khi sự thay đổi vào mùa thu thường đến muộn hơn. Ông Ambe nhấn mạnh, chúng tôi tin rằng những hiện tượng này phản ánh xu hướng tăng nhiệt độ. Riêng ở thủ đô Tokyo, đỉnh điểm hoa nở là vào ngày 22 tháng 3, chậm hơn một ngày so với thời điểm hoa nở rộ sớm nhất ghi nhận vào năm 2002, nhưng sớm hơn so với thời điểm nở rộ thông thường là vào ngày 2 tháng 4 hàng năm. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, trong số 58 cây hoa anh đào chuẩn được quan sát trên khắp Nhật Bản, có 24 cây đã bắt đầu ra hoa vào thời điểm sớm nhất từ trước đến nay, trong đó 14 cây đạt độ nở rộ sớm nhất. Hoa anh đào ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa Nhật Bản trong nhiều thế kỷ và thường xuyên được sử dụng trong thơ ca và văn học. Sự mong manh của loài hoa này được coi là biểu tượng của sự sống, cái chết hoặc sự tái sinh. Mỗi khi vào mùa hoa anh đào, người dân Nhật Bản lại nô nức đến công viên để ngắm hoa, ngồi dưới gốc anh đào thưởng thức bữa tiệc nhỏ ấm cúng cùng bạn bè và người thân. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các công viên đã thông báo lệnh cấm tụ tập đông người. Nhiều người tỏ ra nuối tiếc nhưng nói rằng sẽ lưu giữ khoảnh khắc đẹp của mùa hoa anh đào năm nay trong những bức ảnh và hy vọng sẽ được tận hưởng trọn vẹn vào mùa hoa năm sau.